quay như nó rõ hơn nha. À, quay nó rõ hơn. Cái máy này hình như là quay. Rồi dạ rồi. Anh bạn tên gì? À, em tên Đức. Đức hả? Anh đến từ đâu? Em là quê thì ở Vĩnh Long, giờ em ở đây, quê. Nhà thì ở Sài Gòn. Dạ hả? Dạ. Rồi biết coi kênh từ ngày lập nghiệp lâu chưa? Cũng cách đây một năm hả? Một năm hả? Dạ. Thấy kênh đó cũng được ha, cũng có bổ ích không ha? Dạ, bổ ích chứ. Bổ ích với lặn lội đường xá xa xôi xuống đây ngồi uống cà phê đây. Dạ. Mấy anh em ngồi cà phê, còn một anh nữa đi rồi. Nó đi không đi rồi, phỏng vấn anh đó, đi đâu rồi? Anh Long ơi. Thôi kệ anh đi, một xíu nữa đi. Để anh ở Sài Gòn làm điện lạnh hả? Dạ, dạ, làm em điện lạnh Tâm Đức. Điện lạnh Tâm Đức. Ở đâu? À, đường Âu Cơ. Âu Cơ rồi, có ai có điện lạnh thì cứ giới thiệu qua. Tại dạ, vì dạ, chỗ đó là số mấy Âu Cơ rồi, sẵn nói luôn nè. À, 509 Âu Cơ. 509 Âu Cơ, phường mấy? Phường Phước Trung, quận Tân Phú. Phường Phước Trung. Phú Trung. Phường Phước Trung, quận Tân Phú. Dạ. Ở lúc trước cũng có gửi đơn hàng về đó. Dạ. Điện lạnh là sửa hết luôn hay sao? Dạ, sửa chữa mua bán. Ồ. Đó học bách khoa ra rồi làm luôn hả? Là có đi làm gì? Đi làm mà cho hãng Daewoo, Samsung, Daewoo, Samsung vô. Rồi mới về mở làm nha. À, dỗ dữ ta ha. Ok, à, chờ ông chú ra nữa đâu tiêu. Điểm cộng giờ nè. Giờ đầy. Quá trời. Nhưng mà làm gì là trong cái thời buổi cạnh tranh này là ok. Cạnh tranh này nếu mà mình nhiều người cần sửa điện lạnh mà mình nổi trội hơn đó là để mình có thị phần hơn, gì hơn, có tiếng tầm hơn, người ta tin tưởng mình nên sửa, tất cả mọi người là không điều sửa được hết. Tại vì khi một cái máy người ta không phải rẻ tiền người ta bỏ, nhưng mà cái máy người ta mà hư thì người ta sửa lại, thì mình có thị phần hơn nếu mình có tiếng. Rồi ông anh ông ở bên kia ông đưa qua kìa. Qua luôn. Anh này ở Vĩnh Long nha các bạn. Anh này ở Vĩnh Long. Còn cái muối hả? À, xỉu. Đây anh ở Vĩnh Long, anh tên gì anh ơi? Anh tên Long. Anh tên Long hả? Anh tên Long ở Vĩnh Long luôn. À. Anh lên hồi nào anh Long? Vĩnh Long lên mới lên rồi giờ khởi động đi là 5 giờ. Giờ có lúc mình kêu bằng chú, có lúc mình kêu bằng anh các bạn. Anh khỏe. Anh hôm nay nhiều không mấy rồi còn em cần gì không em hỏi bé uống gì có nghĩa là có đây đó nghĩa là mình hỏi bơi vừa ở trong xa nữa ở trong vùng sâu sáng chú em lên mấy ký nhãn vườn rồi trái mít rồi ôi bố xô hết trơn á trời cảm ơn chú nha không dạ. Lúc không thấy mà nó lúc kêu chú lúc kêu anh anh không dễ dàng anh tuổi rồi 8 rồi. 6 tháng thiếu anh được à? Ừ. Anh à. Anh à. 6 tháng thiếu được bằng anh này. Rồi đi mấy giờ sáng tới đây? 5 giờ rưỡi đi. 5 giờ rưỡi đi. 5 giờ rưỡi đi lên gặp thầy mò. Mò lên trên tới trên này luôn à, giữ lại sức khỏe cỡ đó là mà đạp đi xe Honda nha các bạn. Không chạy câu lạnh, chạy lên câu chạy đó lên, mấy anh em ngồi uống cà phê đây ha. Đây quán cà phê mới mở luôn nha, 3 số 4. Đó, 3 số 4, quán cà phê máy hay lắm ha. Tới đây mình rửa xe là được luôn đó. Thôi kết thúc video tại đây, nó bị dính bản quyền nhiều do cái nhạc quá nên thôi kết thúc nha. Rồi bye bye, hẹn các bạn, mời các bạn đến thành phố Hồ Lãnh uống cà phê mình mời nha.